À, tất cả các bạn học viên của thầy Adam Nguyễn đều phải hoàn thành cái khóa là 30 ngày phát âm chuẩn phản xạ nhanh là cái khóa đầu tiên gọi là cái khóa level 1 á à, à, các bạn có thể theo dõi những bạn học viên đăng bài trong cái nhóm mà 30 ngày luyện giọng chuẩn á đó. đó thì lợi ích của cái khóa này là gì à có nghĩa là trong à, quá trình thầy à, dạy và sẽ giáo trình cho các bạn thì phát hiện ra một điều à, gần 7 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh phát hiện ra một điều có nghĩa là dân Việt mình á các bạn học từ học sinh này, sinh viên nè, người đi làm nè. Chúng ta học ở trên trường rất rất là nhiều. Cái vốn từ vựng ở trong bụng của mình đó nha. Vô số kể, vốn từ nhiều lắm mà chữ biết nhiều lắm, nhưng mà tới cái khâu mà cái khâu nói á, tới cái cái khâu mà thực thi á, mà ừ, nói ra miệng mà nó nó không được, vốn từ thì có nhưng mà nó không được. Là nó bị hai cái rào cản rất là quan trọng. Đó cái rào cản đầu tiên đó là cơ miệng cứng, Yeah. những từ rất cơ bản biết nhưng mà tới chừng nói là run run rồi à, phát âm không được mà nếu mà phát âm được thì nó nó nghe nó kỳ lắm âm nó không có tròn là tập âm âm s xì đủ chỗ hết ừ, do do là bị đầu cản cơ miệng còn cái yếu tố thứ hai đó là các bạn không có biết cái kỹ năng gọi là lắp ráp câu à cho đó là chúng ta sẽ có phần 300 câu liệu phản xạ để các bạn làm quen với lại phương pháp liệu phản xạ ừ để uh, biết cái, cái cách lắp ra, lắp ráp câu thì cái câu cơ bản uh, uh, mỗi ngày học 15 câu, từng câu từng ý, từng câu từng ý như vậy nè, à, kết hợp với những cái quy tắc về đánh vần tiếng Anh nè, nha, luyện giọng nè, luồng hơi nè, à, uh, những cái 44 âm trong bảng phiên âm quốc tế là các bạn phải thành thạo, học là phải viết phiên âm ra hết, Đó, để chi gọi là khai khẩu tiếng Anh, cái, cái, cái miệng mình nó phải diễu, là cái mình sẽ học tất tần tật vấn đề về phiên âm, phát âm, ngữ điệu, nhịp câu, nói âm luyện giọng luồng hơi à, có đủ hết tất tần tật mọi vấn đề về phát âm là có đủ hết trong khóa này không thiếu thứ gì à rồi sau khi mà mình hoàn thành level 1 rồi đúng không thì bắt đầu lên level 2 bây giờ cơ miệng dẻo rồi để bắt đầu phải tăng cường học từ vựng mẫu câu phản xạ à, chúng ta sẽ luyện một ngàn câu phản xạ thì ở trong đây một ngàn câu phản xạ nó khoảng nó đâu đó khoảng theo như phần mềm thống kê thì khoảng có 3.000 cho đến 4.000 từ vựng trong 1.000 câu À, trung bình mỗi câu sẽ là khoảng 7 đến 10 chữ nhưng mà sẽ có những cái những cái từ nó bị trùng Ờ uh, am isa đó những cái từ ngữ pháp đó, những cái liên từ đó, nó sẽ bị trùng thì cái lượng từ vựng trong đây là khoảng 3.000 đến 4.000 từ à, mà đặc biệt khi chúng ta học từ vựng nó có ngữ cảnh nó có câu nó rất là dễ nhớ ha à, chứ mình học từng chữ rồi rẹt rồi rẹt nó rất là khó nhớ từ nó phải nằm vô câu vô ngữ cảnh thì nó mới thể hiện nó là nghĩa một hay là nghĩa hai hay là nghĩa ba tại vì trung bình mỗi từ trong tiếng anh nó sẽ có từ 3 cho đến 5 nghĩa chính còn nếu mà nó đứng rời rẹt một mình nó không thể hiện nghĩa của nó à, sau khi mà à, chúng ta hoàn thành level một và cơ miệng rất là dẻo thì chúng ta sẽ sẽ tập trung để mình học phản xạ à, các bạn có thể thử một cái quy tắc như thế này và quy tắc làm việc của não bộ là cùng vào một thời điểm một khoảng thời gian nhất định não bộ chúng ta không thể nào làm song song hai hành động chúng ta có thể thử nghiệm bằng cách là lấy tay trái vẽ vòng tròn ha tay phải mình vẽ hình vuông tay trái vẽ vòng tròn tay phải vẽ hình vuông cùng một lúc thử xem có được hay không <laughs> chắc chắn không trải qua quá trình luyện tập rất gian khổ thì các bạn sẽ không thể nào làm được cái việc đó điều đó nói lên là điều gì cùng một thời điểm 60 phút à, các bạn luyện nghe các bạn học từ vựng các bạn luyện phát âm các bạn học đủ thứ kiểu hết nó loạn ngầu hết giúp cuộc não mình nó sẽ không nhớ cho đó là 30 ngày đầu tiên tập trung luyện phát âm là chỉ luyện phát âm thôi à, tất cả những yếu tố khác đều là yếu tố phụ à, có dở tí cũng không sao còn học từ vựng là chỉ tập trung luyện phản xạ và học từ vựng thôi à, nên do đó mỗi một giai đoạn chúng ta đặt một mục tiêu rồi sau khi lên level 3, à, dành cho các bạn đi làm á phải viết mail thường xuyên nè luyện kỹ năng viết à các bạn luyện thi XIL thì phải học về ngữ pháp nè thì chúng ta sẽ học ở level 3 thì chúng ta học về ngữ pháp thì không có gì xa xôi hết chúng ta sẽ đi phân tích lại những cái mẫu câu cũ ở level 1 và level 2 đó là cái nền tảng rất quan trọng học ngữ pháp mình học nắm quy tắc sau đó mình áp dụng vào kỹ năng viết câu phải viết thì nó mới nhớ Chứ không viết là không bao giờ nhớ ừ những bạn ấy mà làm điểm ngữ pháp giỏi làm bài tập á đánh chắc nghiệm chắc nghiệm abc giỏi đó, điểm cao chưa chắc viết được nhưng mà cái người mà người ta viết được đó, người ta viết tốt đó, chắc chắn ngữ pháp người ta phải rất xuất sắc à nên do đó là nhớ nè học ngữ pháp là phải áp dụng vào kỹ năng viết thì mới nhớ còn học mà không viết để đó là không bao giờ à, sớm muộn gì nó cũng quên chưa? nên do đó là cái phần này chúng ta sẽ đi phân tích phân phân tích lại những cái mẫu câu hồi xưa hồi xưa mình học level một level hai nhưng mà phân tích cho chuyên sâu nó mới nhớ mới hiểu hiểu xong rồi thì phải luyện vào kỹ không biết đó level 1 là nền tảng level 2 level 2 là nền tảng của level 3 các bạn bảo là a à, thầy ơi level 2 mua luyện 1.000 câu lần là... sao nhớ nổi <laughs> à, 30 ngày luyện ngàn câu 3.000 từ 4.000 từ à, các bạn nghe có vẻ rất kinh khủng vậy thôi à, nhưng mà chúng ta đã có một cái nền tảng ở level 1 rồi lên level 2 các bạn học viên không có bạn nào nói với thầy là à, level 2 khó quá thầy ơi không có thường 7 ngày đầu tiên các bạn cơ miệng cứng các bạn phải làm quen với lại chương trình học. Thì 7 ngày đầu tiên ở level 1 các bạn sẽ gặp một số khó khăn nhất định. À, không biết cách quay bài, đăng bài làm sao rồi các kiểu rồi à, nghe lại giọng mình thấy nó ghê ghê. À, 7 ngày đầu tiên có nhiều có nhiều cái phải vượt qua. Nhưng mà xong level 1 rồi, lên level 2 là chỉ cần học khoảng 60% về công lực ở level 1. Level 3 học còn rất là nhàn nữa. càng về sau. À, càng vậy sao các bạn càng học được nhiều mà lại 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 càng dễ càng nhẹ nhàng, à, chưa? nên do đó bởi vậy khi mà chúng ta đã có cái nền tảng tốt rồi, các bạn học cái gì cũng được, học gì cũng dễ. Sau này thậm chí là chúng ta hiểu phương pháp của thầy, các bạn tự soạn giáo trình tự học cũng được, không sao. Từ vựng à, tiếng anh chuyên ngành à, cũng rất là dễ. À, các bạn chỉ cần có phương pháp rồi thầy sẽ hỗ trợ cái quy trình, cách thức soạn sao chuẩn bị sao. Nha, à, và khi mà các bạn bí quyết nha, này là bí quyết trong nghề nha khi mà các bạn đã bỏ thời gian các bạn soạn các bạn chuẩn bị là các bạn đã thuộc luôn rồi nó nằm lầm luôn rồi giống như thầy cô vậy đó. thầy cô đâu có học bài không thầy cô chỉ soạn bài thôi và soạn xong là thuộc luôn rồi à, nên do đó là các bạn hiểu quy trình sau này các bạn soạn tài liệu chuyên ngành cho mình là thầy hướng dẫn cách thức chúng ta soạn là các bạn đã thuộc luôn rồi nói chung là chỉ cần phải sơ coi xem sơ lại để nó thuộc thôi à. Đó, sau này có công việc thì thầy khuyến khích các bạn nếu mà à, chúng ta nên chuẩn bị những cái file excel để lưu những cái vốn từ chuyên ngành những cái mẫu câu chuyên ngành hay sử dụng yeah, ghi ngữ nghĩa phát âm phiên âm sát bên luôn à, thậm chí là có một số công cụ rất là hay Double vào nó ra nghĩa nó ra âm thanh luôn trên cái file gọi là trên cái file mà google sheet uh, các bạn học viên thầy hay sử dụng à, rất là tiện chúng ta chỉ cần có, có cái quy trình phương pháp thôi giờ công cụ rất là nhiều rồi ok nếu mà các bạn có thắc mắc gì À thì hãy để lại cái phản hồi thầy sẽ hướng dẫn nha.